chắc là cũng thế thôi. Sang video khác nhé. Tiếp theo em dở cái hoa đồ của cây hoa huệ ra. Hoa đồ của hoa huệ nhé, nó có ký hiệu đây, ký hiệu hoa đều lưỡng tính P3+3 A3+3 G3 bỏ ngoặc gạch dưới là bầu trên nhé. Tất cả nhìn thấy cái hình này chưa ạ? Sao này lưỡng tính này, sao là ký hiệu là hoa đều, P là bao hoa và tràng hoa và đài hoa giống nhau, ký hiệu chữ P xếp thành hai vòng, mỗi vòng 3 và liền nhau. Còn nhị gồm có 3 nhị xếp thành hai vòng, mỗi vòng 3 nhị rời nhau. Nhụy là G gồm có 3 nhụy bầu trên thế này, dưới gạch dưới đít chữ G thì mới là bầu trên, sửa lại trong giáo trình nhé. Đấy, đúng chưa nhỉ? Thế thì căn cứ vào cái hoa đồ, hoa thức để người ta viết hoa đồ. Thế thì đây, em quan sát ở cái hoa này nhé, nó cũng tựa tựa như hoa huệ, cái cách mọc nó cũng như thế. Hoa huệ thì em cũng không thấy có cái, không có cái đài hoa này đúng không? Còn nhớ, nó không có cái đài này đâu, không có là đài này bông. Cánh hoa và ba hoa của nó giống nhau, đều màu trắng hết. Thì cái này cũng thế, cũng ký hiệu chữ P. P 1 này, 2 này, 3 này. Có đúng một vòng không? Vâng. Một vòng nhé. Nhưng nó rời nhau thì sẽ không có dấu ngoặc. Có hiểu nhỉ? Vâng. Đấy, nó rời nhau. Thế vòng thứ 2, 3 cánh này, 1 này, 2 này, 3 này là hết. Đúng không? Là một vòng, vòng trong là 3+3 P+3. Tiếp theo nhị là A, 2, 4, 6. 6 nhị ở đây là rời nhau hết, không liền. Nhưng bao phấn này quay ra ngoài, có nhìn thấy không? Cái một số hoa thì bao phấn nó úp vào trong. Đây, ví dụ như hoa này là bao phấn nó úp vào trong. Còn đối với hoa này bao phấn hướng ngoài. Đấy. Thì chữ B ký hiệu là sẽ quay ngược chữ B ra ngoài. Ở đây là chữ B quay vào trong, đúng không? Chữ B mặt bụng B quay vào trong. Còn cái này khi viết ký hiệu là chữ B sẽ quay ra ngoài, là bao phấn hướng ngoài. Nghĩa là nó hướng ánh nắng mặt trời rất là nhiều, và nó phát triển mạnh. Phát triển mạnh thế nên cái này nó mới to, hoa nó mới to. Thế còn nhụy là cơ quan sinh sản cái, sau này sẽ phát triển thành bầu và quả. Thì gồm có 1, 2, 3, nhìn nhé, lá noạn và bầu trên. Đây, bầu trên thì nó nằm, cái bầu của nó ở trong hoa. Yeah. Sau này nó sẽ phát triển thành quả. Nhìn thấy không? Đấy. Như vậy là hiểu cái ký hiệu từ hoa thức sang hoa đồ chưa? Thế trong hoa đồ nhé, tí nữa các em phải vẽ. Trong hoa đồ thì ký hiệu hình tròn, dấu chấm hình tròn. Nếu là hoa đều ấy, thì vẽ cái tất tổng thể cái này trên một nền hình tròn. Còn nếu hoa không đều, hoa không đều thì nó vặn, nó xoắn. Có hoa có cánh ngắn, cánh dài giống như hoa lan ấy. Có cánh dài, cánh ngắn, thế là hoa không đều. Thế còn hoa đều thì vẽ trên nền hình tròn thế này. Đó. Đây là cái ký hiệu hình lưỡi liềm sống lưng nhọn là ký hiệu của lá bắc. Cái ký hiệu của hình tròn là ký hiệu của cuống hoa. Cuống nhé, cuống ở bên trên, dấu chấm tròn ở bên trên. Thứ hai là ký hiệu hình cong lưỡi liềm vào bên trong là ký hiệu của cánh hoa này. 1, 2, 3. Có hình dung được không? Chị lấy như thế. 1, 2, 3. Cánh hoa là ở vòng ngoài. Vòng trong là 1, 2, 3. Cánh hoa ở vòng trong. Nhưng cái hoa này nó có dấu ngoặc, nghĩa là nó liền nhau. Thì đây này, vẽ vào là liền, 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 liền. Còn nếu như các em vẽ hoa này thì phải nét đứt ở đoạn này. Nét đứt ở đây, nét đứt ở đây. Hình dung được không? Đấy, nghĩa là hai vòng nó rời nhau. Tiếp theo, nhị gồm có 6 nhé.
xếp thành hai vòng, 1, 2, 3, một vòng nhé, đây này, 1, 2, 3, vòng thứ 2, 1, 2, 3, hiểu chưa, đấy, hai vòng, bầu nhụy gồm có 3 lá noãn dính liền nhau, hoặc đấy, cái này cũng dính liền nhau này, 1, 2, 3, đấy, thì ở đây nó sẽ liền nhau như thế này, vòng trong cùng và bầu trên cạnh ngang. Thế thì tí nữa chúng ta vẽ hoa đồ của cái này, hoa thức hoa đồ của hoa vệ và hoa thức hoa đồ của hoa ly.